Ôi hòn quá. Ôi ơi. Hello, hello. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà mồ ở ngoài giữa đồng các bạn. Hôm nay mục đích của mình quay trở lại đây tìm vong các bạn. Hiện tại mình đang ngồi ở đây mắc mưa quá trời các bạn. Mình sợ nãy giờ nó ướt mít rồi, sợ ướt đèn trợ sáng rồi ướt máy quay phim đó. Rồi thành ra nãy giờ mình đục mưa ở bên kia, mình mới di chuyển qua tới đây. Hiện tại thì nó cũng hơi giảm mưa nhưng mà nó chưa có giảm như mấy các bạn. Thì tí nữa mình sẽ qua bên kia mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị nhớ cho mình xin mọi người một like nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mỗi khi mình đăng lên YouTube ha. Và các bạn nhớ chia sẻ video giúp mình nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Trời ơi, khổ quá trời cả nhà ơi. Ướt quá trời này. Nhà mồ thì ở bên kia các bạn. Như vậy mình đi ruộng luôn các bạn. Tắt cho nó gần chứ bên kia đi một vòng sợ mưa nó ướt hư đồ hết. Trong nhà màu này thì nó có chỗ đục mưa. Quá trời luôn. Hôm nay không thấy dịch ở đây, chắc có thể người chú ổng dời qua chỗ khác rồi các bạn. Nay có đám cưới đâu vậy trời. Ôi. Ôi hên quá. Ôi ơi. Hello, hello. Dời quá trời các bạn ơi. Trời mưa vô đây nó ngủ. À. Hello Bom nha. Chắc có thể Bom này là đợt trước tôi đến đây lần đầu tiên gặp đúng không? Đúng nào. Đúng thì mình nói đúng nha. Để cho cái người đi giúp Bom người ta biết để người ta giúp. Gì vậy? Có phải Bom có hổm không? Nói lớn lên đại đi. Nói nhỏ về sau người ta hiểu. Che mưa vậy hả? Cái gì vậy? Cái gì? Mặt chứ ghê vậy? Ủa nay mặt đẹp. Nay mặt đẹp ta. Đẹp hơn của hổm. Cái gì? Nói chuyện rõ ràng lên đi. Ú ớ ớ về ai hiểu gì? Hả? À, hỏi tôi đi đâu hả? À, tôi là người đi giúp Bom vô đây mục đích tìm Bom nè. Ngày hôm qua hôm kia vậy đó, tôi đến đây tôi gặp cái ông kia, ông kia đâu rồi? Ông đâu? Ông trên đọt chuối nè. Ông mà ông nói vợ thôi rồi ông kiểu như đi cờ bạc rồi bị người ta đâm chết đó, đâm banh cái mỏ đó, biết ông không? Ông nói Bom á là lính của ông. Hả? Bạn hả? À đại ca.
Hôm nay ông đâu? Ông ở đâu? Chuối hả? Ông nói là Hương Linh á, là ông nói Hương Linh á là lính của ông, mà không biết Hương Linh ngày xưa bị gì mất ha. Bị ai giết? Bị người ta. Chó đánh hả? Lý do? Chậm chó đánh hả? Rồi nó đánh sao mà chết? Nó bắn luôn hả vậy? Lấy đồ bắn luôn hả? Rồi bà hổm tôi đến đây ăn uống rồi sao mà làm đổ bàn ý thức chân vậy? Hả? Không ăn một phế. Cái gì? Không thích ăn một phế rồi đó, ăn rồi đổ bỏ chân vậy? Ăn không đổ cho đứa nào ăn đó. Ăn xong đổ bỏ không cho đứa nào ăn hết đó hả? Ngày xưa chắc mất cũng gần đây đúng không? Mất mấy năm rồi? Mất 9 năm. 9 năm gần đây mà trộm chó mà. Ngày xưa đâu có trộm chó. Rồi mình bị nó bắn vô cái đầu mình thành ra sau này mình bị động kinh mình mất hay là mình chết tại chỗ? Lũng ruột. Lũng ruột, bây giờ mình mát mát hả? Mát nữa. Không mát sang cơm mình xong rồi đổ bỏ. Phá bàn ý thức của người ta. Trời ơi, mình ăn xong rồi mình không nên phá chứ. Mình ăn cơm mà mình phá nguyên cái cơm đổ tháo vậy rồi sao có được. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhà Hương Linh ở gần đây không? Hỏi tôi biết để tôi giúp cho. Nhà ở gần đây không? Không. Nhà ở đâu? Nhà đâu xa đó. Xa lắm hả? Hôm nay được nhiêu tuổi? 37 tuổi. Mất mấy năm? 9 năm. Không. Có vợ con không? Không. Không. Nói nghe nè. Vâng. Nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng, tôi là người đi giúp ông. Không có nên nạt nộ. Nạt nộ là từng hồi tôi không có giúp tôi về cái là xong á. Nói nghe nè, tí nữa tôi lấy đồ ra cho ăn uống xong rồi tôi đưa cho đi về chùa để nghe kinh Phật. Chỉ có tu thôi là mới sau này mới làm được kiếp người. Chứ không ấy là làm vong linh hoài mãi mãi luôn á, hiểu không? Gì? Phải tu mới được. Mình mới chuyển kiếp được. Còn không tu là không có chuyển kiếp được, hiểu không? Đại ca của Hương Linh đó hả? Cho được cái nhà đó đó hả? Nhà cũng quá đẹp nè. Thôi bây giờ hưởng nhang đèn rồi cơm nước rồi chút nữa ta giúp cho đi về chùa nghe kinh Phật, có vị sư vị thầy đốt nhang cho hàng ngày chứ không giúp mà ấy, không có chịu ta giúp ta về là xong luôn á. Sau này là mình làm vong linh 100-200 năm vẫn còn làm vong linh luôn, mình không có đi siêu thoát được, hiểu không? Mình đi tu rồi mình mới đi siêu thoát được đó. Rồi con người cũng vậy nữa. Đặt cái vụ bây giờ tôi còn sống, tôi không tu thì sau này tôi chết sẽ làm vong linh như Hương Linh vậy thôi đó, hiểu không? Thôi không tu đâu, phải tu mới được, không tu là không được. Sao vậy?
mình tu mình mới chuyển kiếp được, hiểu không? Vào đâu xuống kết sướng gì, ai cúng kiến cho ăn đâu sướng, chỉ có mình đi vô chùa mình nghe kinh Phật rồi thầy sư rồi cho mình ăn hả? Ôi buông bỏ hết đi ông ơi, ông ở đây ông làm vong linh là suốt cuộc đời của ông nó khổ mãi mãi luôn, không bao giờ chuyển kiếp được. Rồi nhà mồ này á, vừa cả nước bà đã ba cái đồ vậy hả? Không ăn thì tôi cúng cho bông khác, tại vì tôi đi vô đây là tôi tìm bông linh, tất cả bông linh bông nào tôi cũng cúng, ăn ăn không thành vấn đề đó. Sao không ăn? Hay quá. Đêm ngủ vậy hả? Nó ngủ sao á. Ngủ vậy cũng tốt. Cái gì vậy? Ngủ đây. Ngủ thì ngủ đi. Không rồi. Cái gì vậy? Không rồi. Đốt nhang cho mà tổ tiên đây cái rồi tôi cúng kiến cho ăn rồi tôi giúp cho. Chứ làm cái gì? Ê! Đâu vậy? Quỷ này hết hồn hết giết tưởng đâu theo mình các bạn. Lần lại qua đây mất tiêu rồi. Tụi kê mình đốt nhang cho bà tổ tiên đây cái. Nãy giờ mình đến đây chưa đốt nhang cho ông bà các bạn. Thế mình đón ngôi nhà màu này có dính liền theo những ngôi màu này có từ thời năm 1921 các bạn. Tại vì mình thấy ngôi màu bên kia. Gì vậy? Ăn uống hữu nhân đàn nè, chút ta đưa cho đi siêu thoát cho rồi. Về chùa nghe kinh Phật. Rồi, đứng phía sau đàng hoàng nha. Cẩn thận các bạn, vong này nó bị động kinh mát mát. Có mát mát không à? Đợt trước ta đến đây rượt dữ lắm à. Hử? Có mát không? Đâu trời. Ô Phật. Ô Phật. Mô Phật. Đẳng phải không? Bây giờ tao lấy đồ qua tao cúng kiến tại đây. Như vậy? Chơi núp ló quay. Vô nè. Ông ấy tao cúng đây nè, hồi lại hổ nha. Là gió quá các bạn, mình sợ nó bay cái máy luôn. Gió rồi mưa. Lúc này đi quay chùa nữa rồi.
không biết có bão hay không mà bữa nay cảm thấy chiều là mưa các bạn. Trời trời anh ơi. Tưởng đâu cái vong mới kêu chứ. Tiếu thì chứ. Giờ kêu quá trời các bạn. Đói là bắt dê nó ăn kìa, nó ngủ cho nó đầy kìa. Nè, đó. Nó bắt được. Không bắt được à? Mình làm vong linh mình bắt dê ăn đi. Gà ăn đâu ngon. Dê ăn sống á mới ngon. Cái gì vậy? No. Ông bà cho con mượn màu bia con cúng kiến cho tất cả các hương linh ha. Mộ này năm mất năm 1921 các bạn. Cha ông đâu? Ở đâu? Tụi biết đại ca ông ở đâu? Hôm qua lại thấy ông ở bụi chuối á. Nè hả? Ủa? Con nữa hả? Cơm chay mình mới được đi về chùa chứ. Cơm chay ngon lắm, mình về chùa tu là mình phải ăn cơm chay hiểu không? Đó. Ủa? Nào không? Mà con nào không? Đại ca không có vậy? Ngon, ngon, bọc. Gió rớt bọc là mới ghê. Đúng rồi. Ăn đi. Có ấm gió nè. Ăn bánh không? Ăn. Ăn tôi lấy bánh ra. Ngon. Tôi có bánh đầy đủ. Ồ, gió quá trời ta. Ngồi đây đi, sạn đang chi? Ôi, lắm rồi. Đốt đàn cây cúng kiến. Ngồi đó đi. Đi ra, đi ra, nó nổ quá. Biết nó nổ không? Đi ra khác. Người ta đốt đàn cày chưa có trái nữa, chừng nào trái lên nhang đèn lên mới được ăn uống, đứng đây dòm dòm vậy. Trời ơi, đó giờ không thấy đốt đàn cày sao rồi đó, mất không có được ông bà đốt đàn cày sao. Coi gì mà coi, chỗ nó đốt đàn cày mà coi gì. Câu nó giờ không cháy nè.
Ê, chỗ tao đốt lan can quạt quạt qua nha. Ở vòng này bữa nay nó yếm đốt này cày không cháy luôn trời. Tôi mà đốt này cày không cháy là tôi không có giúp được á. Cho đây luôn á. Cháy rồi, quạt cái gì? Người láo nha, người ta đốt đàn cày cho hưởng nè. Quánh cái chết bây giờ à. Ông này nó bị động kinh, nó mát các bạn. Người ta đốt ngang đèn nó hưởng mà đứng nó quạt. Nó mát không? Rồi tắt nữa. Bây giờ muốn hưởng ngang đèn làm xé phép sao cho nó cháy lên coi. Đứng ám hoài vậy. Phép cho nó mạnh cháy lên coi. Đi ra phép. Ông ngủ nhà. Rồi ngủ nhà đi. Hôm nay bị gió quá trời các bạn. Bà xè ở đây hết da nữa. Còn ra không trời? Còn các bạn. Gió quá các bạn. Được cha được chết kìa. Ở bông nó đi mất tiêu rồi các bạn. Nó vợ đứng ám đây hoài luôn, đốt không cháy luôn. Ôi trời. Gió kêu bằng khủng khiếp luôn các bạn. Thua. Đây đốt đang cày cũng cháy. Mưa nữa. À.
Mình không tin là hôm nay mình đốt đàn cày không cháy các bạn. Không cháy thật luôn. Thua. Rồi Mai Hương Linh dùng cơm đi. Nó chơi bia gần máy các bạn, sợ ngã máy nữa. Khổ vậy. Ngã cái là bể nợ luôn các bạn.
còn mẻ đâu trời, nhang khói gì bị tắt hết các bạn ơi. À, ông Linh hồi nãy ra đây rồi tôi giúp cho đi về chùa nghe kinh Phật nè. Mưa quá trời không biết sao về đây các bạn ơi. Đâu rồi, thằng Linh đâu rồi? Ẩn mất tiêu nữa. Ban đêm họ nói họ ngự trong này nè các bạn, che nắng che mưa mới ghê chứ. Trời ơi, thấy cực khổ không? Mất tiêu trời. Ở đây theo mình đón người thân của ông bà đã phước trồng những bụi chuối này để che gió che mưa các bạn. Nếu mà ở đây không có những bụi chuối này là nhà mồ này gió sẽ hất vô những chỗ lập dị như thế này là bay tung luôn đó các bạn. Ok, mình tạm dừng cái video này tại đây các bạn. Hiện giờ không có thấy bông.